là phần điểm tin hoạt động của các đơn vị trong tháng 3. Vào ngày 6, huyện hội Phú Xuyên đã tới tham quan đền Vua Cha Bắc Hải tại huyện Quỳnh Phụ và vãn cảnh đền Trần tại Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Việc đưa hội viên tới những xanh lam thắng cảnh còn giúp cho người mù Phú Xuyên thêm yêu và tự hào về những trang sử vẻ vang của cha ông, tăng vốn hiểu biết và về lại địa phương sẽ kể lại cho những người thân trong gia đình. Với mỗi người hỏng mắt Phú Xuyên nói riêng và mỗi người dân Việt Nam nói chung, đi lễ chùa đầu năm là một nét văn hóa truyền thống được hình thành từ lâu, tạo nên bức tranh đa sắc trong nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó không chỉ thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc mà còn là dịp để vun đắp cho tinh thần người mù huyện Phú Xuyên thêm yêu đời và trân trọng những giá trị cội nguồn, hướng con người tới những giá trị của chân thiện mỹ. Và tiếp đó, trong ngày 7, hòa chung không khí vui tươi của một tháng 3 với đầy xúc cảm, nhiều đơn vị của hội người mù thành phố Hà Nội, đó là Phúc Thọ, Long Biên, Cầu Giấy, Hà Đông, tổ chức các sự kiện hướng tới chào mừng tháng thanh niên và tháng phụ nữ như nhiều đơn vị khác, với nhiều hình thức và hoạt động sôi nổi, đa dạng về cách thể hiện. Đó là buổi chia sẻ về định vị và nâng cao giá trị của bản thân của quận hội Hà Đông, buổi tuyên truyền về điều lệ hội và ôn lại truyền thống của phụ nữ của đơn vị Phúc Thọ và đơn vị Long Biên, truyền thông chính sách về công tác dân số của quận hội Cầu Giấy. Tất cả các hoạt động, các sự kiện được sự hưởng ứng và tương tác nhiệt tình của hội viên trong 4 đơn vị. Những lời nhắn gửi, những suất quà được gửi đến các hội viên với mong muốn các chị em trong tổ chức hội sẽ luôn cố gắng, luôn là những phụ nữ kiên cường trong cuộc sống để là hậu phương vững chắc cho gia đình, góp sức mình vào sự phát triển của tổ chức hội. Chúc cho các bạn trẻ khiếm thị sẽ luôn phát huy sức trẻ của mình để tiếp tục cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, quận hội Bắc Từ Liêm phối hợp với huyện hội Hoài Đức tổ chức cho hội viên đi du xuân. Lễ chùa đầu năm mới là một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Đến chùa không chỉ để cầu mong những điều may mắn cho bản thân, gia đình mà còn là bày tỏ tấm lòng thành kính với Đức Phật. Đây cũng là cơ hội để hội viên hai hội giao lưu, chia sẻ với nhau nhằm tăng cường tình đoàn kết. Sau khi dâng hương lễ Phật ở chùa Mía thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đoàn đi tham quan vãn cảnh làng cổ Đường Lâm, một trong những di tích cổ xưa nổi tiếng của Hà Nội. Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển về dâng hương lễ Phật tại chùa Khai Nguyên, Sơn Tây. Qua chuyến đi không chỉ là việc chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần mà còn là giáo dục, giữ gìn những giá trị truyền thống tốt đẹp và vun đắp cho tinh thần của hội viên ngày càng tin yêu vào cuộc sống. Trong nhân dịp những ngày lễ tháng 3, vào ngày 8, Hội Người Mù huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị nhằm ôn lại truyền thống, đấu tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh đòi quyền bình đẳng của phụ nữ. Về dự với hội nghị có ông Lê Hồng Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Tình Thương huyện Mỹ Đức và phu nhân, các đồng chí trong ban chấp hành và các chị em phụ nữ tiêu biểu của huyện hội. Trong chương trình, ông Nguyễn Ngọc Nhuận, Phó Chủ tịch huyện hội đã gửi những lời chúc chân thành nhất tới tất cả các chị em phụ nữ khiếm thị của huyện hội Mỹ Đức. Tuy không may mắn, tuyệt thòi hơn so với những phụ nữ khác, nhưng tất cả các chị em là những bông hoa nghị lực sống,
luôn kiên cường và luôn vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người năng động, có ích cho xã hội. Chúc chị em sẽ có thêm nhiều sức khỏe và luôn lạc quan yêu đời. Cũng trong chương trình, 20 suất quà đã được ông Lê Hồng Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Tình Thương trao đến các chị em, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng. Vào tiếp đó, ngày 13 tháng 3 năm 2024, Ban Công tác Phụ nữ và Hội viên trẻ Hội người mù huyện Ứng Hòa tổ chức chuyến đi du xuân cho nữ hội viên và hội viên trẻ tại tỉnh Lạng Sơn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, tại tỉnh Lạng Sơn, 30 cán bộ hội viên đã có dịp tham quan các di tích văn hóa như Đền Bắc Lệ, Đền Kỳ, cùng Đền Mẫu, Chùa Tam Thanh và Cửa khẩu Chân Thạn Tân Thanh. Tuy buổi tham quan chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng chuyến đi du xuân đã để lại những ấn tượng vô cùng ý nghĩa trong mỗi hội viên. Các hội viên nữ và hội viên trẻ có cơ hội giao lưu, chia sẻ sự hiểu biết của bản thân về những địa danh, được đến và cùng hỗ trợ nhau trên chặng đường khám phá lịch sử, văn hóa của dân tộc, tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong tổ chức hội, đồng thời thể hiện sự quan tâm của Hội Người Mù huyện Ứng Hòa đến các chị em nhân tháng hành động về giới, góp phần thúc đẩy quyền bình đẳng giới và động viên, khích lệ các chị em cố gắng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia các phong trào của hội và luôn giữ vững tinh thần lạc quan yêu đời. Sáng ngày 15, Ban Công tác Hội viên trẻ và Phụ nữ Hội người mù quận Ba Đình tổ chức cho 30 chị em phụ nữ và các bạn đoàn viên thanh niên tham quan khu bảo tàng dân tộc học Việt Nam. Tại buổi tham quan, đoàn đã được nghe hướng dẫn viên tại bảo tàng thuyết minh về 54 dân tộc Việt Nam, thể hiện qua các hiện vật được trưng bày tại đây như trang sức, y phục, vũ khí, tôn giáo, nhạc cụ, tín ngưỡng tôn giáo. Qua đó giúp hội viên hiểu biết thêm về nền văn hóa và giá trị lịch sử của các dân tộc anh em. Buổi sáng cùng ngày, huyện hội Thanh Trì phối hợp với Trung tâm Dưỡng Lão Diên Hồng tặng 50 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của hai đơn vị Hội Người Mù và Hội Nạn nhân Chất độc Màu Da Cam, Dioxin, huyện Thanh Trì. Tham dự chương trình có ông Trần Thế Đạt, trưởng ban kiểm tra Hội Người Mù thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội Người Mù huyện Thanh Trì, ông Nguyễn Công Nông, Chủ tịch Hội Nạn nhân Chất độc Da Cam Dioxin, huyện Thanh Trì, bà Cầm Thị Huyền, đại diện lãnh đạo cùng các cụ, các ông, các bà của Trung tâm Dưỡng Lão Diên Hồng. Phát biểu tại chương trình, bà Cầm Thị Huyền, đại diện trung tâm cho biết, những suất quà này là tình cảm của các cụ, các ông, các bà, người cao tuổi trong trung tâm, muốn dành các hội viên có hoàn cảnh khó khăn của hai hội. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động phiên chợ Gieo Hạnh Phúc do Trung tâm Dưỡng Lão Diên Hồng tổ chức.
đại diện hai đơn vị, ông Lê Tự Lập, Phó Chủ tịch Hội Nghề Mù huyện, trưởng ban Liên Cơ phát biểu cảm ơn và bày tỏ niềm xúc động trước tình cảm của những người cao tuổi dành cho hai hội. Ông Lập mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có những hoạt động phối hợp giao lưu giữa trung tâm và hai hội. Cũng tại chương trình, ban tổ chức đã trao giấy ghi nhận tấm lòng vàng tới đại diện lãnh đạo trung tâm dưỡng lão Diên Hồng. Vào tiếp đó, cũng nằm trong chuỗi hoạt động tháng 3 của Thanh Trì, trong ngày 14, câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Hướng Dương của hội tổ chức chương trình kỷ niệm 1 năm ngày thành lập. Tham dự chương trình có bà Dương Thanh Hiền, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Solar Dance Club, cùng các thành viên trong câu lạc bộ Solar 1 và Solar 2. Câu lạc bộ khiêu vũ Hoa Hướng Dương được thành lập vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. Đến nay, câu lạc bộ thu hút được 20 thành viên tham gia. Các thành viên trong câu lạc bộ chính là cán bộ hội viên với độ tuổi trung bình từ 30 đến 70 tuổi. Câu lạc bộ luyện tập vào sáng thứ năm hàng tuần tại Hội Người Mù huyện Thanh Trì. Trong một năm qua, các thành viên trong câu lạc bộ đã tham gia một cách hào hứng, vui vẻ và đầy phấn khởi trong tập luyện. Nhóm đã luyện tập nhiều thể loại điệu nhảy phong phú như bachata, salsa, slow van, vân vân. Qua tập luyện, sức khỏe của hội viên ngày càng được nâng lên. Ngoài việc cùng được khiêu vũ, vui khỏe, các hội viên còn có cơ hội tham gia giao lưu, thi đấu, học hỏi và cùng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Đoàn kết một lòng xây dựng câu lạc bộ vững mạnh và phát triển. Với tiêu chí của khiêu vũ là vui, khỏe và đẹp, tại lễ kỷ niệm, các thành viên đã cùng nhau giao lưu, biểu diễn nhiều tiết mục hấp dẫn, được chuẩn bị dàn dựng công phu. Đây là kết quả đáng biểu dương sau một thời gian dài dày công tập luyện của câu lạc bộ. Vào trước đó, ngày 6, huyện hội cũng tổ chức chương trình kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và hưởng ứng tuần lễ áo dài do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thế Đạt đánh giá cao về vai trò và trách nhiệm của người phụ nữ trong các phong trào hoạt động, góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện hội. Ông Đạt mong muốn cán bộ hội viên nữ tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần sáng tạo, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do hội phát động. Cũng tại hội nghị, cán bộ hội viên còn được giao lưu với những tấm gương phụ nữ khiếm thị tiêu biểu qua chủ đề bàn tay mầu nhiệm. Qua đây, các chị đã một lần nữa khẳng định cho chúng ta thấy vai trò không thể thiếu của người phụ nữ trong xã hội cũng như trong gia đình. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Hội Người Mù Việt Nam. Kết thúc chương trình, Thường trực Huyện Hội đã trao những phần quà hết sức ý nghĩa tới các tấm gương nữ tiêu biểu và toàn thể hội viên nữ có mặt trong hội nghị. Trong tháng 3 này, chào mừng tháng thanh niên và phụ nữ, huyện hội Thạch Thất tổ chức buổi tư vấn sức khỏe cho các chị em và các hội viên cũng như giao lưu tọa đàm cho các bạn thanh niên. Tại buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, huyện hội Thạch Thất cũng phối hợp với Trung tâm Y tế huyện truyền thông chăm sóc sức khỏe cho nữ hội viên khiếm thị. Tại chương trình, đồng chí Đỗ Thị Ngọc, cán bộ khoa kiểm soát nhiễm khuẩn HIVS, Trung tâm Y tế huyện đã truyền đạt tới cán bộ hội viên nữ của Hội Người Mù huyện Thạch Thất về các bệnh thường gặp nguy hiểm đối với trẻ em phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, cũng như phụ nữ cao tuổi, những điều cần lưu ý để phòng bệnh hiệu quả. Đồng thời, đồng chí cũng khuyến cáo các biện pháp đẩy lùi dịch bệnh truyền nhiễm thường gia tăng số ca mắc
và dễ bùng phát thành dịch lớn trong mùa xuân. Bên cạnh đó, vào sáng ngày 22, hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3, Hội Người Mù huyện Thạch Thất tổ chức tọa đàm Hoa đời thường không cần như ai, chỉ cần như ý. Tham gia buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội Người Mù huyện Thạch Thất, các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Người Mù huyện và các bạn thanh niên hội viên trong hội. Đặc biệt có sự tham gia của khách mời chị Nghiêm Thu Loan, Ủy viên Ban chấp hành Hội Người Mù huyện Ứng Hòa, Chủ nhiệm Mạng lưới Sinh viên Khiếm thị Việt Nam, Hội Người Mù Việt Nam. Sinh viên giành học bổng toàn phần tại trường Đại học RMIT. Tại buổi tọa đàm, chị thôi thế là ăn. Nhân tháng thanh niên, ngày 23, Hội Phúc Thọ tổ chức cho hội viên trẻ đi tham quan kết hợp nghỉ dưỡng ở huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, vượt qua quãng đường gần 100 km giữa điệp trùng núi rừng Tây. Chúng tôi đặt chân lên khu nghỉ dưỡng Kim Bôi. Ở đây, đoàn đã đi tham quan tắm nước nóng tự nhiên và được thưởng thức các đặc sản của miền Sơn Cước như cơm lam, thịt chua, măng chua và mua sắm các sản phẩm lưu niệm như ví, khăn, áo thổ cẩm, được tiếp cận với văn hóa bản địa, giàu bản sắc. Chị Trần Thị Liên, Ủy viên Ban chấp hành phụ trách công tác hội viên trẻ cho biết. Là người phụ trách công tác hội viên trẻ, tôi thường xuyên tham mưu với Ban chấp hành để có những hoạt động thiết thực như thăm viếng Đền Hùng, vào lăng viếng Bác, khu K9, Viện Bảo tàng Lịch sử, làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, hay đi tham quan những danh lam nổi tiếng của đất nước, từ đó nâng cao nhận thức của các bạn trẻ, hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự hào, tự lực, tự cường và lòng tự tôn dân tộc, thêm thiết tha gắn bó với tổ chức.